Good girl. I ain't on. No more bell. Thầy đang bóp vô rồi vậy? Anh đang ngồi ở kia. Quay tôi luôn hả? Một bán được nhiêu cảnh? Có ngàn ký hả? Mà không biết nhiêu ký chắc không? 40 ký gì đó, 40-50 ký rồi. Anh hỏi mà coi thử coi ý, anh làm nghe. Không mềm hả? Nhớ. Có gì, có gì. Ừ, tại vì nó nóng trên mặt anh. Vậy ăn được không? Dứt rồi không? Không, để nó cho mắng mà không ba không ăn nữa. Dạ. Nó nhão thôi. Gì? Này mới mới đây hả? Dứt khoai này mày nấu mày mới nấu. Khoai này mày nấu mày lấy cái muỗng mày nạo á. Mới nấu mình dứt. Đâu phải nhớ thêm gì, chắc nhớ củ khoai gì đó. Củ khoai, củ khoai non. Cái này còn tháng chạp, tháng 10, tháng 1 chạp là nó mới dẻo. Còn này như là khoai rài, tháng 10. Tôi biết sao cho thấy bà chín rồi lót bà. Lâu lâu cái bà nấu như nó ăn canh khoai rồi ngon lắm. Thấy má bữa nào đặt. Đặt bà chín rồi lót. Đem vô cho bà ăn. Hồi qua quay mà bánh chuối thôi đó. Không là tại vì như này tôi không có coi cái còn hội bển bởi ngày nào tôi cũng có coi có bữa là canh cua đồng không biết canh cua đồng có tốt không mà không có nói canh cua đồng không tốt nhưng mà cái bữa sau cũng nói canh cua đồng nữa mà nó là canh cua đồng không tốt một xu nó bị bắt đi bắt hả chính tối nó bị sâu cái gì sâu mà ruộng hay sâu của trong vườn rồi hai vòng vòng đó ai biết rồi cái về cái nó 5-10 con thì cái mầm sạch cái rửa sạch cái bỏ một đá nhiều cái nó sai cho lúc lúa còn đi soi đó không có ai đi theo quay chim nữa là cái cách soi là sao nói cho rồi lội đèn ấy bao tối thui mà ấy cái gì tôi không biết cái cách soi của người sao tôi nghĩ chắc cũng lấy cái đèn rồi rồi thì rồi thấy nó bò rồi, lên thấy nó bò mắt cái gì nữa là con cua này giác khấu nó mới ra dạ. Ăn ngày dễ dầu thì bắt được lắm có một hai con khủng bò lên tại giờ nó làm sao chứ còn như một lần nhiều khi mình đi dọc ban ngày nó cặp cặp tới bờ ruộng nha thấy nó bò lỉnh nhỉnh chứ gì dạ. Nhiều khi bắt nó quá là nó sợ nó xịt thuốc chứ mình cũng phải đi bắt cho nó kẹp đứt lúa rồi. Bắt không ăn rồi bắt ra bỏ cái mấy người ngày sau cái bắt cái mấy người đi sau họ đạp đạp cua tại mình không ăn chứ mà thực sự tôi rửa không biết đâu chứ đâu có độc gì đâu mà không ăn không có sơn có sơn hả cắn cắn còn cái mình á thì lấy càng nó thôi hai càng nó bự mà con lửa mà bự cua ấy có nước bự cua là cua cua
đực ở đây là nó bự thôi chứ cô cá nó càng nó kiếp. Được không? Trời ơi ơi. Còn chừng có 2-3 muỗng nữa à. Và 2-3 muỗng nữa ơi. Chút xíu đi. Đâu có nước nhiều đâu sợ. Chuyên gia cũng nhiều lắm, chuyên gia nấu cơm, rồi chuyên gia nấu cháo, rồi chuyên gia nấu cơm cho má, rồi chuyên gia đóng bớt chiếu gì. Ngồi ngồi lúc chiều chắc chiều nói vậy thôi. Không. Chỗ này không vậy. Cái đó để được không? Mình là chuyên gia đóng bớt cho má. Mai nó đem chè riêng gì cho anh, chè riêng nó nấu cơm mì. Cũng gì hay là nó nấu ăn? Thôi tại đất nó mà. Có phải bị nhiều không? Có ngon mấy củ mấy bụi gì ai biết nghe nó nói gì hết. Một lần thấy nó cầm ở ngoài lỗ mà cái lỗ với đất cho tôi đỉnh á. Ở ngoài lỗ á, thấy nó cầm cơm mì nhiều không biết hôm nay nó có cầm không? Giờ tao cửa phá, tao cầm bông qua ráo. Dùng hết nha. Thảo uống ấy không? Ừ. Uống đồ bia. Chỉ còn có một củ nữa. Chuyện này, chuyện này bà đội cũng không có. Về đâu rồi, ở ngoài lộ nó cấm không cho trồng hay vậy? À. Còn ở ngoài bờ kè ngoài á, còn hôm tôi đi á, hôm trước trước về thấy họ đi, cho họ đem cũng nhiều. Sao không rời, sao đi đó? Họ chỉ bán cà phê từ ở chỗ cây cầu đổ ngược về bến xe bán á, chứ còn phút ngoài này sao không thấy họ bán. Để làm bán đi, mà đâu vào đâu có đồ mình bột ha. Hà sát ấy rồi. Ngồi. Cái gì người ta cấm, người ta cho bán. Ừ, đấy để, nó, để cấm cho bán đó là cấm tụ tập đi bán gì nè. Gì xong rồi hả? Bé hát chừng cái nữa chị bác bé làm ngày nữa đó ăn chừng khúc ăn đồ bé ăn chứ vui hả để cho ít rồi nhưng con để trong một bàn dưới nha dưới ngày mai ăn thì ăn em không mấy con mỗi giờ ăn cơm được uống không? Ừ. Để chị nằm giống không, chút bằng lên chút sao qua đi ra đi ngang sao thấy nó trái còn non mà nó tết bét lên bởi hả? Ừ. Ngồi đây nè anh. Ừ. Ngồi vào trong đây chờ ăn đi. Được ăn tùm lum lắm. Đây đứng nhắm nhó chứ nó má làm sao má. Để đây chừng nào má uống thì kêu ha. Kêu đưa ha. Ủa ăn cũng ngon gì hả? Bữa ăn cũng ngon cái đâu có. Bữa này có hai trái chín mà mình thấy đặc không? Để cái bữa cũng mà
chào bà con. Chú Ba Chợ Gạo bữa nay ăn bữa da xanh rất là bữa thơm ngon. Chắc không bằng da xanh đâu. Dạ. Không bằng bữa da xanh đâu. Con này bữa da xanh rồi mắt. Dạ. Bữa da xanh của chị Hai ở bên trước mộ ba. Ừ. Mộ ba nhưng mà bên đất chị Hai. Nói dòng máu Việt Nam da vàng mà ăn lưỡi da xanh này không biết nó nói nó có lời lợi cho má, cấp cho má một ngày có viên thuốc huyết áp ngon rài uống phải ngày viên rưỡi à, mình uống đêm chứ bác sĩ đâu cho hả? Tại không ấy thì sáng ra 15 mấy. Mình cũng phải ngày nào cũng uống. Tối rồi đâu kiểm thấy cao mới cho uống. Không phải một lần chỉ có trong chỗ cái bình ở chỗ cái đồng hồ điện á thì nó mới có cái tên của má. Bây giờ cho đồng hồ nước nó cũng có cái tên của má lên. Thì phải vậy chứ, tên chủ hộ lên đó của em hồi trước cũng vậy nè. Dạ. Tên chủ hộ cũng ghi cho nó. Ăn gì mà ngồi như tiền bệnh nó thấy giống thầy chứ. Mười một giờ. Mười một giờ rưỡi rồi. Ừ.
gửi mỗi lần có hộp một hả? Má gửi mỗi lần có hộp một hả? Vậy nhiều khi gửi hộp, gửi cái nhiều khi má nhai rồi gửi không kịp với cái quá vậy. Chứ nhiều khi cái miệng má nhai má gửi đâu có kịp, tại mỗi lần gửi có hộp một. Thì còn nhai hộp đó cho mềm mà. Rồi tới học cát. Má không gắn răng vô. Má có răng không? Có răng. Có gắn vô nè. Răng giả đó. Dạ. Giờ hơi lột rồi. Mà răng mới ăn được, hầm răng mới bỏ rồi. Cộm quá ăn được. Như dài. Còn ngày ăn nó mòn rồi nó sát rồi ăn được. Còn răng mới nó mần cao vậy cái nó chưa quen cái gì. Không ăn không được cho mới quen nè. Còn... bây giờ mới kêu nó mài xuống. Mài không được. Giờ bỏ ra. Hôm nay có thay nước không? Ngâm để trên chỗ rồi để răng rồi để chỗ nghiến đó. Chỗ rồi chút miệng dòm đến. Má mà gỡ hết cái khúc bóc lên các cậu tiếng hồn nữa. Chú gỡ được là gỡ cho. Hả? Muốn gỡ con đưa con gỡ cho. Thôi, tao gỡ tao ăn. Tập thể dục rồi luôn.